Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh tráng nướng tại nhà nghe các bạn. Nguyên liệu gồm có bánh tráng, xúc xích, trứng cút, hành lá, và guốc hương, mayonnaise, tương ớt. Bạn nào mà không ăn tương ớt thì mình dùng tương cà cũng được nha các bạn. Bây giờ mình đi tiến hành làm guốc nha các bạn. Mình vắt chảo lên mình xào guốc nha các bạn. Đảo guốc lên cho nó đều. Sau đó mình để một ít nước lạnh vào cho guốc của mình nó mềm nha các bạn. Giờ mình để nửa muỗng cà phê đường, một phần tư muỗng cà phê bột ngọt. Mình đảo lên cho nó đều bột ngọt với đường nha các bạn. Sau đó mình bỏ hành lá vô luôn. Mình trộn đều lên. Tại con của mình nó không có thích ăn hành sống cho nên mình phải đổ vô đây mình cho hành nó chín một tí nha các bạn. Sau khi cuốc mình xào xong rồi á thì mình chuẩn bị nướng bánh tráng các bạn. Nhưng mà mình nướng bánh tráng thì mình nướng bằng chảo nha các bạn, chứ không phải mình nướng bằng bếp ga hay quạt than nha. Guốc này á, hồi nãy mình không có để muối là lý do là cũng như guốc này mình làm tại nhà nha các bạn. Thế khi mình xào guốc để phơi khô á, thì mình đã để vô nguyên liệu là muối trong chổng rồi nha các bạn, cho nên mình không có để. Còn như nhà nào mà có guốc mà mình mua ngoài chợ thì các bạn nên bỏ một tí xíu muối vô cũng được, nêm gia vị giống như mỗi ngày các bạn ăn khẩu vị như thế nào thì các bạn thôi nêm theo khẩu vị đó nha các bạn. Giờ mình cắt xúc xích ra dài dài vậy nha các bạn. Mình cắt ra sợi dài dài vậy đàng hoàng để lên trên mặt bánh tráng cho nó đẹp mắt luôn nha các bạn. Mình có thể cắt lại thêm một vòng gì đó là được. Bây giờ mình tiến hành nướng bánh tráng nha các bạn. Mình bật lửa lên. Sau khi mà chảo nó nóng lên rồi á thì hả các bạn bớt lửa nhỏ lại, thiệt nhỏ mình mới nướng bánh tráng được nha các bạn. Bánh tráng vào, sau đó mình đập trứng cút bỏ vào. Trứng cút này cho nó ra ngoài dành cho nó, cho bánh tráng mình nó được mềm mà nó không có bị cong lên nha các bạn. Sau đó mình múc guốc mình gãy đều lên nha các bạn. Để xúc xích lên trên mặt như vậy. Mình để lửa riu riu cho bánh tráng mình nó chín dần dần nha các bạn. Guốc này mình muốn để bao nhiêu thì tùy là mình mỗi gia đình nha các bạn, muốn các bạn ăn nhiều thì để nhiều chứ không có chính thức là phải để bao nhiêu hết trơn nha các bạn. Khi bánh tráng nó chín hơi vàng vàng rồi thì mình xịt mayonnaise vô luôn nha các bạn.
Nhìn các bạn nào mà không ăn ớt á, thì mình dùng bằng tương cà nha các bạn. Thì mình chở cho bánh tráng cho cái dành ở ngoài cho nó được giòn hơn nha các bạn. Giờ trứng chín rồi, giờ mình ướp lại. Rồi, bánh tráng nướng chảo của mình đã hoàn thành rồi nghe các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhớ like cho mình và nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào các bạn.